còn diễn biến rất phức tạp chính vì vậy mà bọn mình vẫn tiếp tục học theo hình thức trực tuyến và chưa thể nào quay lại trường học được tất nhiên tiết học văn hóa được mong chờ nhất ở mỗi kỳ cũng không thể thực hiện được bằng những buổi hoạt động ngoại khóa sôi nổi bổ ích tuy nhiên thì trường mình đã cứu chán cho chúng mình bằng cách tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo hình thức trực tuyến và mới đây nhất thì mình đã tham gia hai hoạt động đó là tham gia vào lớp học nấu ăn và tham gia cuộc thi dung trung vàng do nhà trường tổ chức trong video là mình đang unbox chiếc thùng từ nhân miễn phí từ nhà trường Với đầy đủ các nguyên liệu để tham gia lớp học nấu ăn và thực hành ngay tại nhà Như các bạn thấy thì có rất là đầy đủ từ đường, muối, súp, mắm, uh, dầu Và nguyên liệu quan trọng nhất đó chính là thịt gà Nhà trường đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và đóng gói bao bì rất là sạch sẽ lớp học bắt đầu và bọn mình được kết nối trực tiếp với giáo viên Như trong video là cô đang hướng dẫn bọn mình từng bước một từ chuẩn bị nguyên liệu đến sơ chế nguyên liệu Nguyên liệu thì đã được nhà trường chuẩn bị sẵn Và bọn mình chỉ việc sơ chế theo như lời của cô giáo hướng dẫn Mình đang rất là chăm chú nhìn giáo viên